Rồi, hello cả nhà. Mời cả nhà đến với em máy Canon 2009 nhỉ. Em này nó có một cái lỗi gì đây? Kéo giấy liên tục này. Và khe giấy. Ngoài ra lại còn đan quạt nữa này. Này hai lỗi rồi. Một le tách giấy, hai là cụm sấy. Rồi, anh Chiến nha. Trước khi vào cuộc chiến, báo khách đã. Ở chỗ Xuân Thủy là công ty đấy là công ty gì nhờ Việt Nhật ở phòng tầng 15 ấy. Việt Nhật. Đây anh nhắn nha. Em 2009 này, tháo cái này. Cái này là con Canon 3000 nhé. Y chang như Canon 2009, nó chỉ khác mỗi cái model. Vỏ, hình thức. Tốc độ trang in. Khác mỗi cái tên và cái driver. Còn lại anh chưa em nhắn cho khách đi, anh làm luôn đấy, đang làm rồi. Tất cả mọi thông số là zin đẹp. Quả tô vít hai cạnh nha. Thấy em tối tối hay là do thời tiết nhỉ? Sao rồi anh em? Ra. Tự động rời dựng hết ra. Tháo hai góc của dao ra. Cạy ra. Đây, tháo sấy này. Rút thiệt mấy cái này ra cho tôi này. Không phải nào. Đi cái dây này, dây lung tung cả hết này. Nhà mình còn cái mỡ nhiệt đâu nhà Huyền nhỉ? Mỡ nhiệt nhà mình còn không? Nếu mà cái lò mỡ đây nó hết rồi thì gói đi nào, đưa cho anh em mỗi người một một lọ. Sáng nay sang lấy hàng.
À gì nhờ? Quên mất rồi. Ở bên bên em báo cho bên bên Việt Nhật chưa? Đây còn thiếu một cái nữa là con đấy nó bị hỏng trống với lại hỏng hỏng gạt, thay trống thay gạt nữa. Đây 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 anh nhắn luôn đây. Để Dũng không về lấy mực photo chiều đi đổ kiểu gì. Đổ đây nhắn ở trên này chỗ Golden Seal ấy. À có mát ở Cầu Am. Sáng đi đâu? Sáng Đã đi. mang sang cầu giấy em bảo về chưa còn không chịu về. Còn mày không về, mày không có mực để mày đổ mực photo đâu. Đâu anh bảo rồi là sáng anh gặp khách ở gần đấy thì anh mới cầm cho chú được thôi chứ không anh không cầm ra được đâu. Chiều quay. Nhìn vắng. À đây. Bây giờ không chiều không không chiều nhân viên thì chiều ai? Không mày có tin về đây không? Tao cho mày cái chân cái tay gô khổ mày lại ở đây bây giờ đi. Đây chị xong số tiền thì chị cho nó ra cái chì cho nó anh ta. À, tháo sấy đây, đi mang tháo hai cái này ra. Đây, tháo nữa. Xong rồi ra nữa. Ok chị. Cái này nó in mà nó bị lăn quạt đấy. Để anh em kiểm tra cái mức nhiệt đây nó khô quá rồi. Khô hết cái mức nhiệt cho nên nó không. Đấy, không có tí nào luôn. Kim nữa nhỉ, đúng không? Đúng, cảm ơn. Kì, lắp luôn không mực mới. Đúng rồi, kiểu. Chắc là, cho nó phải lắp chạy không? Cho xịn xịn xọ luôn.
mọi người đi ra chưa? À mọi chồng cũng quay chứ. Xem lại cái bên bên cơ nào anh đi. Chị Hải, chị Hải lên nhận hàng kìa. Tháo hết cái giá lắp này. Con đấy là nó bị do nó kéo giấy liên tục, còn cụ sấy của nó là cái lụa sấy nó kém quá, nó không lấy được, nên nó bị kẹt giấy, nó đan quạt. Thế còn cái giấy nó kéo lên liên tục là do con dưa le tách giấy. Chỉ có mỗi đặt trên TikTok là không được xem, TikTok shop hoặc là... mày phải biết là chị đặt nhiều hàng quá rồi, chị không nhớ. Chị còn đang định nhiều hàng nữa. Hôm trước anh đặt cái kính, nó gọi nó tư vấn đọc thông số như đúng rồi, hỏi cam kết chắc lịch là anh đeo vào là được. Giờ có chất phú. Ôi giời ơi, đến lúc khi mà nó gửi cho mình thôi rồi luôn, gọng thì gọng toàn bằng nhựa. Mắt thì đã mù dở. Nhìn mờ tịt. Cô bé giao hàng coi giao nhiều, cô ấy biết quen.
Nó gọi nó bảo bọn đấy Việt Nam mình nó chỉ cần lừa một nửa nước thôi là nó gọi nó bảo là không đúng với lại quảng cáo với khách không nhận hàng, cần lừa một nửa nước thôi là nó giàu rồi. Lúc con bé bên shop nó gặp mình nó bảo anh đặt cho vui à, anh làm ăn như thế à, ui dồi. Của mày có đúng như mày quảng cáo đâu mà bảo tao cho vui. Điên quá mày chửi cho trận. Bây giờ mày gọi cho tao mày cam kết là khẳng định là được. Mày có cần không? Mày điện thoại tao auto tao để cái chế độ là ghi âm. Ảnh là ảnh toàn ảnh hãng, kính hãng xịn. Ừ, kính xịn đấy. Mày đưa cái kính này. Nếu mà gặp thì đấm thật đấy chứ, nhưng mà khổ lỗi là chứ điện thoại không đấm được thì phải chịu. Hả? Chả. Đây này, anh sợ nó kêu cái đoạn này. Cái này là thứ nhất, thứ hai là nhấc cái thằng này lên này, nó có cái chụp vào đầu cái trống đấy. Kiểm tra cái đấy nữa. Ừ. Dưới đấy. Không, cái thằng to kìa, thằng to kia mới là thằng chụp vào. Đây, chụp vào trống là thằng này. Đấy. Xem là nó có nhả ra được không. Khi mà cắm vào đây này, cái này nó bẩn quá là nó không nhả ra được. Xong phần cuộn giấy nha anh em. Giờ đến lượt anh bạn dơ le tách giấy. Ủa, thằng này nó thấp hơn hải kia. Ừ. Không có dán một cái gì luôn. Gắn mực em ơi. Đâu phải dây nó mới vào. Đúng lỗ. Đây quan trọng nhất, cái này là 1 này, cái này là 2, cái này là 3 này. Lái hết rồi nhỉ. Thank you.
Chịu. Chịu. Chú làm nào để chú lên được thì đấy là việc của chú. Còn anh lên được rồi là xong rồi. Đang sửa máy dưới nhà nhá. Đang sửa máy dưới nhà. Thôi em cứ em ăn cứ nấu đi thôi nhá. Có ăn. Hỏi yêu thế, không ăn cơm thì ăn cái gì bây giờ? Cái này cơ kém rồi. Cơ kém rồi. Chắc là không quan trọng được vấn đề này lắm đâu. Nó chạy được là nó thích rồi đúng không? Xong em này xong.